Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, đảng viên Trần Hữu Thuấn, chi bộ thôn Nhật Tảo, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà đã mạnh dạn đầu tư cải tạo hơn 8.000 m2 đất cuối làng để xây dựng gia trại. Do chất đất xấu, lại trũng nên quá trình cải tạo vô cùng gian nan. Song học bác, phát huy ý chí tự lực tự cường, ông đã nỗ lực xây dựng thành công mô hình. Thời gian qua là học tập và theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thì tôi về là tôi sẽ chuyển đổi tôi làm kinh tế. Nên kinh tế là cái thứ nhất là tôi đã nuôi bò sinh sản và thương phẩm. Về trồng trọt thì là tôi trồng coi như thế là bưởi là một, nhãn là hai và mít là ba. Là cái thứ nhất là phục vụ coi như thế là đời sống hàng ngày. Hai nữa là còn ra là cung cấp với cho bên ngoài thị trường. Cái thứ ba nữa là tôi có 3.000 mét vuông đầm là tôi nuôi cá. Tổng tất cả coi như thế là gà, lợn, rồi vịt, ngan. Mới bò bê là một năm là tổng thu nhập coi như là trừ chi phí đi rồi là gia đình là từ 180 đến 220 triệu đồng một năm. Cùng với ông Thuấn, nhiều người dân trong xã đã mạnh dạn vươn lên phát triển kinh tế, thu nhập trung bình của người dân trong xã đạt trên 54 triệu đồng một người một năm. Cũng nhờ tự lực tự cường, phát huy tốt nội lực, xã Tiến Đức đã xây dựng được cơ sở hạ tầng tương đối toàn diện, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Trên cơ sở căn cứ thực tiễn tình hình của địa phương, mỗi tổ chức, mỗi cơ quan đơn vị, mỗi cá nhân xây dựng chương trình hành động của mình để học tập và làm theo gương bác và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Và đặc biệt là tháng 12 năm 2021, xã Tiến Đức được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Học và làm theo bác, phát huy ý chí tự lực tự cường, Đảng bộ và nhân dân xã Thụy Chính đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, phát huy sức mạnh nội lực để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương trở thành một miền quê đáng sống. Thì chỉ trong thời gian là một năm, thì Thụy Chính, 3 trên 3 thôn đã hoàn thành xây dựng cái nhà văn hóa thôn kiểu mẫu, cũng là một đơn vị đầu tiên trong huyện Thái Thụy đã hoàn thành cái công việc này. Qua những công việc đó thì chúng tôi cũng xác định được là Thụy Chính chủ yếu là bằng nội lực, sức lực của mình và đã phát triển lên. Là huyện nằm trong khu vực trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh, thời gian qua cấp ủy chính quyền huyện Thái Thụy luôn chú trọng đẩy mạnh việc học và làm theo bác, coi đây là yếu tố quan trọng, then chốt để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân huyện Thái Thụy đã tập trung nêu cao cái tinh thần đoàn kết thống nhất và chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu để tập trung thực hiện 4 cái nhiệm vụ trọng tâm. Cái thứ nhất là tập trung giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Liên Hà Thái và các cái dự án lớn. Thì cho đến nay thì khu công nghiệp Liên Hà Thái cơ bản cũng đã giải phóng xong 600 hectare và tạo điều kiện để thu hút 4 nhà đầu tư với tổng số vốn là 440 triệu USD. Nhiệm vụ thứ hai chúng tôi tập trung đó là xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thì đến nay huyện Thái Thụy đã có 7 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nhiệm vụ thứ ba là đẩy nhanh cái tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất. Cho đến thời điểm hiện tại đã vượt 30% cái kế hoạch mà tỉnh giao. Cái nhiệm vụ thứ tư của chúng tôi đó là tập trung làm tốt cái công tác điều động và luân chuyển cán bộ. Từ thực tiễn cho thấy, việc học và làm theo bác về ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc đã và đang được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các địa phương đơn vị trong tỉnh triển khai với quyết tâm chính trị cao, trở thành động lực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, phát huy tối đa nội lực trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ. Trong chuyến thăm và làm việc tại Thái Bình vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành quả tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Diện mạo của tỉnh có nhiều cái thay đổi, khang trang hơn, nó sạch sẽ hơn. Rồi nhân dân nói thế thôi, nhưng mà cái đời sống cũng ngày càng được nâng lên. Rồi cái lòng tin của nhân dân đối với đảng được tăng cường và củng cố.
cái đoàn kết thống nhất của các đồng chí càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng tốt hơn. Trước đã tốt rồi, bây giờ thì càng ngày càng tốt hơn. Rồi cái quyết tâm của các đồng chí cũng cao hơn, nỗ lực của các đồng chí cũng lớn hơn. Rồi cũng chọn ra được những cái công việc trọng tâm để các đồng chí làm. Các đồng chí làm. Và huy động được cái sức mạnh chung của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, của doanh nghiệp vào cuộc cùng với các đồng chí. Và cuối cùng mang đến cái hiệu quả, tức là vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân. Nhân lên khát vọng xây dựng Thái Bình ngày càng phát triển, vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 của tỉnh, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển Thái Bình phồn vinh hạnh phúc. Học tập theo bác cái chuyên đề năm 2022 đấy, tôi thấy cái chủ đề là rất hợp lý. Bác Hồ nói là cán bộ là cái gốc của công việc. Hay nói như dân gian nói rằng một người lo bằng kho người làm. Cái đó chính là nói về cán bộ. Mà nếu xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ tầm, đủ tâm thì chắc chắn rằng cái việc điều hành tổ chức thực hiện cái khát vọng chung sẽ trở thành hiện thực. Chuyên đề này rất là hay, rất là thiết thực. Chuyên đề này cũng đã được lồng ghép trong các chuyên đề bài giảng của các khoa, khoa lý luận Mác Lênin, khoa xây dựng đảng chúng tôi, rồi khoa nhà nước pháp luật, và trong các khoa thì cũng rất nhiều các chuyên đề, và trong các chuyên đề thì chúng tôi cũng có những sự cụ thể hóa từng nội dung, rồi gắn giữa lý luận với nghiệp vụ để trong quá trình giảng dạy để thực hiện tốt hơn về cái chủ đề của năm 2022, xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng vững vàng hơn trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Phát huy ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương chắc chắn sẽ tạo động lực mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình giành được nhiều thành tựu hơn nữa, sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.